Tuyển tập truyện ngắn Tình đơn phương, nhiều tác giả. Truyện vừa Chiếc dòng thành lụa ngọc, tác giả Alexandre Couperin, người đọc Trân Châu. Đoạn 1. Vào giữa tháng 8, vừa mới bắt đầu có trăng non, thời tiết bỗng trở nên tồi tệ như thường vẫn gặp ở vùng duyên hải Bắc Biển Đen. Khi thì một màn sương mù dày đặc suốt mấy ngày liền, nặng nề bao trùm khắp mặt đất và mặt biển. Và lúc đó, chiếc còi lớn trên ngọn hải đăng ngày đêm rống lên như một gã trâu điên. Khi thì ngày này sang ngày khác, mưa phùn giá dẫn không dứt, biến các con đường đất sét lớn nhỏ thành bãi lầy đặc sệt, làm những cỗ xe ngựa chở khách và chở hàng thụt xuống mãi không lên được. Lại có khi một cơn bão tuyết hung dữ từ đồng cỏ hướng tây bắc tràn về, các ngọn cây ngã nghiêng nằm rạp xuống đất rồi lại đứng thẳng lên như những con sóng biển trong giông tố. Đêm đêm mái nhà bằng sắt tây của các nhà nghỉ ngoại thành rung lên kêu loảng xoảng, chẳng khác gì có người đi ổng đế sắt chạy trên đó. Những khung cửa sổ, cửa chính bị giật liên hồi, gió hú man dại trong các ống khói lò sưởi. Đã có mấy chiếc xuồng máy đánh cá bị lạc ngoài khơi, và hai chiếc vĩnh viễn không bao giờ về nữa. Phải một tuần sau, sóng mới đánh chạc mấy xác người lên bờ ở những chỗ khác nhau. Những người trong khu nhà nghỉ ngoại ô cạnh bờ biển phần lớn là dân Hy Lạp và Do Thái, yêu đời và cả lo như tất cả những người sống ở phương Nam, vội vã trở về thành phố. Dọc theo con đường cái lớn lầy lội, những đoàn xe bốn bánh chở hàng kéo dài tưởng như vô tận. Trên xe chất đầy các vật dụng trong nhà, nệm giường, đi văn, hòm xiển, bàn ghế, chậu rửa mặt, ấm samovar. Vừa buồn, vừa thương hại, vừa khó chịu khi nhìn đoàn xe lôi thôi lết thết đến tồi tàn bẩn thỉu và thê lương đẩy qua màn mưa đục. Nhìn đám hầu phòng và hầu bếp gái ngồi đè lên những tấm vải bạc ướt phía trên xe, tay giữ khư khư mấy chiếc bàn là, hoặc sắt tay, hoặc làn gió, nhìn những con ngựa kiệt sức, mình đẫm mồ hôi, thỉnh thoảng dừng lại, đầu gối run rẩy, hơi nước bốc lên như khói, cặp sườn phở gấp phập phồng, nhìn những người đánh xe quấn kín mình trong các tấm vải bố và chửi nhau đến khản cả giọng. Nhưng còn đáng buồn hơn nữa khi nhìn những ngôi nhà nghỉ đột ngột trở nên hoang vắng với những bồn hoa bị dẫm nát, những cửa kính bị vỡ toang, những con chó không chủ và đủ các thứ rác rưởi của đám người đi nghỉ bỏ lại. Tàn thuốc lá, giấy lộn, mảnh gốm, vỏ diêm và che lọ đựng thuốc ngổn ngang khắp nơi. Nhưng đến đầu tháng 9, thời tiết bỗng thay đổi một cách bất ngờ. Trời hửng lên và kế tiếp nhau là những ngày êm ả, không mây, nắng ráo và ấm áp, những ngày thậm chí là ít gặp cả vào tháng 7 hàng năm. Trên các cánh đồng đất đã se lại và nén chặt, trên các đám ruộng lởm chởm gốc rạ màu vàng ươm, những sợi tơ nhện mùa thu ánh lên lấp lánh như mica, những hàng cây thôi xào xạc lặng lẽ và nhẫn nhục thả từng chiếc lá vàng xuống cội. Nữ công tước Vera Nikolaevna Senna, đô thống quý tộc phu nhân, không thể rời nhà nghỉ của mình vì ngôi nhà ở thành phố của họ đến nay vẫn chưa sửa chữa xong. Và bây giờ, nàng rất vui với những ngày mới trời tuyệt đẹp vừa sang, với sự yên tĩnh cô đơn, với bầu không khí trong mát và tiếng bầy én đang tụ đàn, cho đến lúc bay về phương Nam, lít chít kêu trên đường dây điện thoại và với ngọn gió mặn âu yếm thổi nhẹ từ biển vào. Hơn nữa, hôm nay lại là ngày lễ thánh của nàng, ngày 17 tháng 9. Theo những ký ức dịu dàng và xa xôi của tuổi thơ, bao giờ nàng cũng yêu cái ngày này và bao giờ cũng mong đợi nó mang đến cho nàng một cái gì đó thật diệu kỳ, thật hạnh phúc. Chồng nàng sáng nay phải vào thành phố có việc gấp, đã để lại trên mặt bàn cho nàng một hộp nhỏ đựng đưa khuyên tuyệt đẹp
dưới những viên ngọc hình trái lê, món quà này càng làm cho nàng thêm vui vẻ. Bây giờ trong cả ngôi nhà chỉ còn lại một mình nàng, người em trai chưa vợ của nàng, phó ủy viên công tố Nikolai Evic, từ trước đến nay vẫn sống với họ, cũng đã vào thành phố. Chồng nàng hứa đến chiều sẽ mời về một số, không nhiều lắm, những người quen thân nhất. Rất may là ngày lễ này lại trùng với thời gian đi nghỉ trong năm. Nếu ở thành phố, chắc nàng phải tổ chức một bữa tiệc lớn hoặc thậm chí là một vũ hội. Còn ở đây, tại nhà nghỉ, nàng chỉ cần tiêu một khoản không lớn lắm. Công tước Sein, mặc dù có địa vị khá cao trong xã hội, mà cũng có thể chính là nhờ nó, vất vả lắm mới tạm trang trải được mọi khoản chi tiêu. Tài sản rất lớn mà dòng họ từ xưa để lại đã bị tổ tiên của công tước phá tán hết. Cuộc sống gia đình hiện nay lại đòi hỏi chi tiêu quá mức thu nhập có thể có. Phải tổ chức những buổi tiếp khách, quà cáp, phải ăn mặc sang trọng, phải mua ngựa. Nữ công tước Vera mà tình yêu say mê trước đây của nàng đối với chồng đã dần dần biến thành một tình bạn chân thành, thủy chung và vững chắc, cố hết sức giúp công tước khỏi phá sản hoàn toàn. Nàng đã kín đáo để chồng không nhận thấy, cố hạn chế mình nhiều thứ và trong chừng mực có thể tiết kiệm mọi khoản chi tiêu của gia đình. Bây giờ nàng đang đi lại trong giường và cẩn thận dùng kéo cắt hoa cho bàn tiệc sắp tới vào buổi tối. Các bồn hoa đã trở nên thưa thớt và trông có vẻ hơi hỗn tạp. Những bông cẩm chướng sặc sỡ, nhiều cánh, sắp nở hết thì. Những cành thủy dương mai, một nửa là hoa, một nửa là quả nang mỏng mảnh, thoang thoảng mùi cải bắp. Mấy khóm hồng, lần thứ ba trong mùa hè này cho nụ và hoa, nhưng lần này đã thưa thớt, bé nhỏ hơn, dường như đang bắt đầu tàn lụi. Ngược lại, thực dược, lai dên, cúc tay lại đua nhau nở rực rỡ, phô bày vẻ đẹp lạnh lùng kiêu hãnh của mình, tỏa ra trong bầu không khí bàn bạc một mùi hương cỏ mùa thu đượm buồn. Những loài hoa khác sau một mùa tình yêu kiều diễm và một kỳ sinh nở dồi dào đã lặng lẽ trải lên mặt đất vô số những hạt giống cho cuộc sống tương lai mùa sau. Từ ngoài đường nhựa cạnh nhà lại vẳng lên tiếng còi xe hơi quen thuộc, đó là Anna Nikolaevna Foresta, em gái nữ công tước Vera. Từ sáng sớm qua điện thoại, Anna đã hứa sẽ đến giúp chị tiếp khách và chuẩn bị bữa tiệc chiều. Đôi tay tinh tường đã không đánh lừa Vera, nàng bước ra đón. Mấy phút sau, một chiếc xe hơi sang trọng đã dừng lại ở cổng nhà nghỉ. Người tài xế nhanh nhẹn nhảy xuống mở toang cửa xe. Hai chị em mừng rỡ ôm hôn nhau. Ngay từ hồi còn nhỏ, họ đã gắn bó với nhau bằng một tình bạn ân cần và đầm thắm. Nhìn vẻ ngoài, họ có những nét không giống nhau một cách kỳ lạ. Cô chị Vera giống mẹ, một phụ nữ người Anh xinh đẹp, với dáng cao, mềm mại, khuôn mặt dịu dàng nhưng kiêu hãnh và lạnh lùng, đôi bàn tay tuyệt mỹ, mặc dù hơi to, và hai bờ vai nghiêng kiều diễm mà ta có thể thấy trong những bức họa phẩm thời xưa. Còn cô em Anna thì ngược lại, mang trong mình dòng dõi Tata, có ông nội mới theo đại Thiên Chúa vào đầu thế kỷ 19, cụ tổ xưa là Ta Mẹt Lăng hay Lăng Têm Nha, như bố nàng vẫn gọi con người khát máu vĩ đại đó bằng tiếng Tata một cách tự hào. Anna thấp hơn chị một cái đầu, vai hơi rộng, hiếu động và nhẹ dạ, thích cười đùa. Khuôn mặt nàng hơi giống mặt người Mông Cổ với đôi lưỡng quyền khá cao, cặp mắt đã hẹp, lại còn hay nheo nheo vì cận thị, với nét kiêu căng trên chiếc miệng nhỏ gợi cảm, đặc biệt là lằn môi dưới đầy đặn hơi trề ra. Khuôn mặt nàng có sức cuốn hút bởi một sự duyên dáng khó hiểu vô hình. Sự duyên dáng đó có thể nằm trong nụ cười, cũng có thể ở trong sắc thái nữ tính ẩn sâu sau các đường nét lộ ra ngoài, hoặc cũng có thể ở điệu mặt nũng nịu, nghịch ngợm, lẳng lơ. Vẻ không đẹp hài hòa của nàng lại khơi dậy vẻ quyến rũ, sự chú ý của đàn ông thường xuyên và mãnh liệt hơn nhiều so với sắc đẹp quý phái của chị nàng. Chồng Anna là một người rất giàu và rất ngốc nghếch. Ông ta tuy không làm gì,
nhưng vẫn có tên trong danh bạ của một tổ chức từ thiện nào đó và mang tước hiệu Quan Thị Vệ. Nàng không yêu chồng nhưng vẫn sinh với ông ta hai đứa con, một trai một gái. Rồi sau đó Anna quyết định không có con thêm nữa và nàng không có thật. Còn về phần Vera, nàng rất muốn có con và theo nàng nghĩ càng nhiều càng tốt, nhưng không hiểu sao nàng lại không sinh đẻ. Vì vậy Vera yêu quý một cách cuồng nhiệt hai đứa con kháo khỉnh và xanh xao của em gái. Những đứa trẻ bao giờ cũng lịch sự và ngoan ngoãn, với khuôn mặt mịn màng nhợt nhạt và mái tóc vàng óng xoăn tít như tóc búp bê. Anna sống rất phóng khoáng, vui vẻ và có những mâu thuẫn đáng yêu, đôi lúc khá kỳ quặc. Nàng thích tú tham gia vào những cò tán tỉnh trăng hoa mạo hiểm ở tất cả các thủ đô và các khu nghỉ mát của châu Âu, nhưng không bao giờ phản bội chồng, người mà nàng vẫn cười nhạo một cách khinh bỉ, kể cả trước mặt lẫn sau lưng. Là một trong những người quan phí, nàng rất say mê những trò cờ bạc mai rủi, những đêm khiêu vũ sôi nổi, những ấn tượng mạnh, những cảnh gay cấn. Ra nước ngoài, nàng thường tìm đến những tiệm cà phê có tiếng tăm đáng ngờ. Nhưng đồng thời nàng lại là người có tấm lòng rất hào phóng, một sự sùng đảo Thiên Chúa. Nàng nổi bật lên với eo lưng, bộ ngực và đôi vai đẹp hiếm có. Đến dự các vũ hội, nàng trang phục để lộ ra quá mức giới hạn mà sự tế nhị và kiểu mốt cho phép. Nhưng người ta nói rằng bên trong đôi bờ vai rất thấp, bao giờ nàng cũng mặc áo nịt bằng vải gai. Còn Vera thì giản dị đến mức trang nghiêm lịch sự, một cách lạnh lùng và có phần hơi kênh kiệu với tất cả mọi người, độc lập và tự tin như một bà hoàng.